Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt xu hướng ngày càng có nhiều gia đình sử dụng dịch vụ hỏa táng, thời gian qua một số đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã mua xe ô tô cũ ở các tỉnh khác về cải tạo, lắp thêm thùng phía sau xe để phục vụ tang lễ. Nhiều phương tiện không thực hiện kiểm định theo định kỳ, thậm chí có xe đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cơ sở này có 3 xe ô tô chuyên phục vụ tang lễ thì có tới 2 xe đã hết niên hạn sử dụng, trong đó có một xe hết niên hạn sử dụng đã 5 năm nay và một xe vừa hết niên hạn trong năm 2024. Theo quy định, các xe hết niên hạn sử dụng sẽ không được phép hoạt động tham gia giao thông. Thế nhưng, chủ cơ sở khẳng định từ thời điểm phương tiện hết hạn sử dụng đến nay xe vẫn hoạt động bình thường. Xe này là nó hết đời, hết niên hạn rồi nhưng mà thực tế là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để mà xe tang lễ thì hầu như là hết niên hạn chứ không phải riêng gì xe của gia đình thôi. Đấy cho nên là chúng tôi vẫn có đám để chúng tôi vẫn vận chuyển, vẫn đưa đám đi. Tương tự tại đơn vị kinh doanh dịch vụ tang lễ chọn gói ở xã Hoàng Đồng huyện Hoàng Hóa đang sử dụng hai xe chuyên phục vụ tang lễ Tuy nhiên, qua tra cứu thông tin dữ liệu trên hệ thống đăng kiểm, thì một trong hai xe đang hoạt động của đơn vị đã hết niên hạn sử dụng gần 3 năm nay. Hết kiểm định của năm 21 là tức là xe này là mình cải tạo sang cái 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 xe rồng này là, là xe này là xe tự tự chế thì là không có kiểm định nữa. Đấy, cho nên là xe nhưng mà à, công ty vẫn lưu hành theo về cái, cái 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 hướng của 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 của, của cái bà con người ta có nhu cầu. Hiện nay ở 21 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 120 phương tiện tham gia phục vụ tang lễ. Trong số này có 17 phương tiện đã hết niên hạn sử dụng và 61 phương tiện đã quá hạn kiểm định. Tại bãi xe Đài hóa thân Hoàn Vũ thành phố Thanh Hóa, không khó để bắt gặp các xe tang lễ quá hạn kiểm định vẫn tham gia phục vụ tang lễ. Những tem kiểm định này cho thấy phương tiện đã bỏ kiểm định một thời gian dài, ít nhất cũng gần 2 năm, còn lại trung bình từ 3 đến 5 năm, thậm chí có xe lên tới 7 năm tất cả trong đội xe cũng không ai nào đi đăng kiểm cái chứ không phải riêng mình tôi đó là nói thật trong nguyên cả cái tỉnh này chứ đừng nói gì tôi cả vì tại vì nói chung còn đang chạy được thì anh em cứ thế chạy thôi đăng kiểm là yêu cầu bắt buộc để đánh giá chất lượng an toàn kỹ thuật của xe phương tiện không đăng kiểm đúng kỳ hạn xe hết niên hạn sử dụng vẫn hoạt động phục vụ tăng lễ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao thông vì vậy mới đây ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã có văn bản yêu cầu công an tỉnh sở giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố trong tỉnh tăng cường phối hợp siết chặt kiểm soát phương tiện hoán cải tham gia dịch vụ tăng lễ